Lý Lệ Chân sinh năm 1966 tại Hồng Kông, cô là một trong số ít những minh tinh có tài diễn xuất, sẵn sàng tham gia đóng phim cấp 3 trong thập niên 90, bên cạnh nhiều tên tuổi như Khâu Thục Trinh, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử My. Ở vào thời đỉnh cao của mình, mỹ nhân Hồng Kông này từng tham gia rất nhiều bộ phim kinh điển. Ngày hôm nay, hãy cùng Tuti Health điểm qua đôi nét về Lý Lệ Chân ngay trong video này nhé. Năm 1980, Lý Lệ Chân gia nhập làng giải trí xứ Cảng Thơm thông qua một đoạn clip quảng cáo. Khi đó cô mới chỉ 14 tuổi, Lý Lệ Chân cũng nhanh chóng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Con Ma Vui Vẻ chỉ 3 năm sau đó. Hình ảnh trong sáng, dễ thương và ngây thơ của Lý Lệ Chân giúp cô nhanh chóng nổi tiếng và trở thành người tình trong mộng của hàng triệu đàn ông. 5 năm sau khi gia nhập làng giải trí, cô đảo tiếp tục được giao vai nữ chính trong phim Love For You 1985, đóng cặp với Trương Quốc Vinh. Năm 1987, cô đóng vai chính trong bộ phim Last Victory của đạo diễn Đàm Gia Minh. Với lối diễn xuất tự nhiên gây được ấn tượng, cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 7. Năm 1992, người đẹp có vai diễn để đời Phương Đình trong bộ phim Đại Thời Đại. Khi đóng Đại Thời Đại, Lý Lệ Chân vừa 26 tuổi, lúc này cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đóng phim và có kỹ năng diễn xuất vượt trội. Thành công vang dội của bộ phim đã đưa tên tuổi Lý Lệ Chân sáng ngang hàng những chị cả của đài TVB. Mỹ nhân sinh năm 1966 sở hữu gương mặt thơ ngây nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, Lý Lệ Chân chính là mỹ nhân đắt giá hàng đầu của màn bạc Hồng Kông với số lượng gần 100 tác phẩm điện ảnh và truyền hình hấp dẫn. Sau những vai diễn trong sáng, dễ thương, Lý Lệ Chân quyết định chuyển đổi hình tượng khi tham gia nhiều bộ phim được dán nhãn 18 cộng như Tình Ngây Dại 1993, Ngược Bồ Đoàn, Ngọc Nữ Tâm Kinh 1996. Thời điểm đó, cô là nữ diễn viên đóng phim nóng được trả cát xê cao nhất Hồng Kông. Việc chuyển sang đóng phim 18 cộng là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, vì thường xuyên đóng phim 18 cộng có nhiều cảnh hở ra thịt. Không ít lần, Lý Lệ Chân bị đồng nghiệp nam lợi dụng sàm sỡ ngay trên phim trường. Lương Tư Hạo là nam diễn viên nhiều lần hợp tác với nữ thần phim 18 cộng. Khi quay những cảnh nhạy cảm, anh còn có những hành động sàm sỡ Lý Lệ Chân một cách lộ liễu. Lý Lệ Chân cho biết, tưởng chừng như anh ta quên luôn cả việc đang ở trường quay và mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, mỹ nhân họ Lý không hề cảm thấy xấu hổ hay ái ngại về những thước phim nóng của mình, mà luôn tự hào chia sẻ. Với tôi, phim cấp 3 có kịch bản tốt cũng chẳng khác gì dòng phim chính thống. Phim cấp 3 do Hồng Kông sản xuất đều có nội dung, bạn cần phân biệt với phim dung tục thông thường. Thêm vào đó, thù lao khi nhận đóng dòng phim này cao hơn rất nhiều. Đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Lệ Chân không phải cô đóng bao nhiêu phim 18 cộng hay hợp tác với hàng chục nam thần Hồng Kông lúc bấy giờ, mà là tham gia bộ phim Thiên Ngôn Vạn Ngữ 1999 của đạo diễn Hứa An Hoa. Với tác phẩm này, Lý Lệ Chân được vinh danh là nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã, điện ảnh Đài Loan lần thứ 36. Từ sau những năm 2000, sự nghiệp của Lý Lệ Chân bắt đầu tuột dốc, cô chỉ thường nhận được vai phụ, không gây nhiều tiếng vang. Về đời tư, gia nhập làng giải trí từ sớm, Lý Lệ Chân cũng vướng phải vô số mối tình ồn ào. Mối tình đầu của cô vào năm 17 tuổi, khi ấy, Lý Lệ Chân đem lòng yêu Patrick, em trai của Địch Ba Lạp, mẹ Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, sau 3 năm gắn bó với Patrick, cô bất ngờ phải lòng vị đạo diễn Phan Nguyên Lương lúc hợp tác với nhau trong phim Mùa Tình Yêu 1985. Bất chấp việc Phan Nguyên Lương đã có gia đình, Lý Lệ Chân quyết chia tay Patrick để đến bên ông. Mối quan hệ ồn ào này khiến Lý Lệ Chân bị chỉ trích là kẻ giật chồng, người đẹp khác tình. Phan Nguyên Lương khi ấy đã đệ đơn ly dị vợ để theo đuổi Lệ Chân. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng không kéo dài được lâu. Năm 22 tuổi, Lý Lệ Chân yêu một tác giả truyện tranh, cuộc tình kéo dài chưa đầy một năm. Tiếp đến, cô hẹn hò tài tử Tiền Gia Lạc, song mối quan hệ cũng không đâm hoa kết trái. Trải qua vô số những mối tình chóng vánh, đến năm 30 tuổi, mỹ nhân phim 18 cộng mới quyết định kết hôn với nhạc sĩ Hứa Nguyện. Thời điểm đó, ngoại hình chênh lệch của cặp đôi khiến họ bị gọi là cặp đôi người đẹp và quái vật. 2 năm sau khi kết hôn, Lý Lệ Chân sinh con gái đầu lòng tên Hứa Kỳ Dung. Dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 4 năm. Năm 2000, cặp đôi chia tay, Lý Lệ Chân nhận quyền nuôi con gái. Sau khi chia tay chồng đầu, Lý Lệ Chân sống cuộc sống buông thả với nhiều mối tình chóng vánh. Ở tuổi 39, Lý Lệ Chân tiếp tục phải lòng vũ công Lâm Thanh Phong. Tuy nhiên, những bất đồng quan điểm khiến hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Có thời điểm, Lý Lệ Chân vì tức giận bạn trai nên đã bỏ nhà đến sống cùng vợ chồng nhà tạo mẫu tóc Jack Kim Ma. Theo Channel Time, vợ của Jack Kim Ma từng xuất bản sách tiết lộ cô và Lý Lệ Chân cùng sống cảnh chung chồng. Trong sách, tác giả miêu tả Lý Lệ Chân là người đàn bà hoang dâm. Chuyện tình cảm tay ba ồn ào với nhà tạo mẫu tóc Jack Kim Ma khiến Lý Lệ Chân không bao giờ xóa được Mác Tiểu Tam.
Mối quan hệ ồn ào này khiến nữ diễn viên bị chỉ trích là kẻ chuyên giật chồng, người đẹp khác tình. Scandal tai ba ầm ĩ này khiến tên tuổi Lý Lệ Chân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô suy sụp, quẫn bách đến mức muốn tự tử. Trước khi tự sát, nữ diễn viên viết 6 lá thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ và sắp xếp giao con gái cho chồng cũ. Tuy nhiên, kế hoạch tự tử của cô không thực hiện được do người nhà phát hiện và can ngăn kịp thời. Ở tuổi 42, sau 20 năm chia tay, Lý Lệ Chân lại tái hợp với Phan Nguyên Lương, nối lại tình xưa, nữ diễn viên dọn về nhà chung sống với đạo diễn họ Phan. Tuy nhiên, cuộc sống của hai người không hạnh phúc được lâu đã lại trục trặc. Năm 2017, Lý Lệ Chân chia tay Phan Nguyên Lương. Cuối năm đó, ông Phan lấy một cô gái kém mình 17 tuổi, hôn lễ của hai người tổ chức tại Canada. Một nguồn tin cho hay, Lý Lệ Chân đã rất đau khổ khi người đàn ông của đời mình đi lấy vợ. Lần nào tôi cũng bị người ta bỏ, tôi khao khát có đời sống tình cảm bền chặt và ổn định, không muốn mỗi lần yêu đều phải gào khóc vì tổn thương quá lớn, tôi sống khép kín, người đẹp từng nghẹn ngào tâm sự. Sau khi chia tay Phan Nguyên Lương, Lý Lệ Chân từng trải qua khoảng thời gian bị trầm cảm, cô phải điều trị một thời gian dài. Tuy nhiên, vì con gái nhỏ, cô dần lấy lại tinh thần. Nữ diễn viên tâm sự, tôi vẫn còn một đứa con gái và tôi không muốn chết, vì vậy tôi chỉ có thể làm việc chăm chỉ. Cũng vì thế, khoảng thời gian con gái Hứa Kỳ Dung đi du học bên Canada, Lý Lệ Chân cũng đi theo để tiện chăm sóc con và hàn gắn vết thương lòng trong quá khứ. Trong nhiều năm liền, nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trước công chúng Hồng Kông. Thời gian gần đây, khi con gái sắp tốt nghiệp về nước, Lý Lệ Chân mới dần xuất hiện trở lại. Chàng QQ cho hay, mỹ nhân phim 18 cộng đã chi gần 10 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 30 tỷ đồng, để mua nhà cho con gái. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô mạnh tay mua nhà ở Hồng Kông. Nhiều năm trước, Lý Lệ Chân đã đầu tư vào bất động sản, mua và bán lại ở nhiều nơi và đều có lãi cao. Giao dịch cuối cùng của cô là năm 2015. Cô và Phan Nguyên Lương đã bán một căn hộ ở quận Nguyên Lãng với số tiền lãi là 3 triệu nhân dân tệ, khoảng 9,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, mua nhà lần này cô mua cho con gái chỉ đơn thuần để hai mẹ con sinh sống tại Hồng Kông, chứ không vì mục đích kinh doanh. Con gái của Lý Lệ Chân sinh năm 1998, được nhận xét sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh khảnh giống mẹ thời trẻ. Vượt qua nhiều lùm xùm trong quá khứ, Lý Lệ Chân ở tuổi U60 sống tích cực, lạc quan hơn. Cô cố gắng giảm cân, nỗ lực quay lại làng giải trí, mỹ nhân một thời bằng lòng đóng các vai phụ do đài giao, làm việc hết mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống bên con gái. Trên đây là đôi nét về tiểu sử của nữ diễn viên Lý Lệ Chân, một trong những nữ thần phim nóng nổi tiếng Hồng Kông thập niên 90. Vậy cảm nghĩ của bạn về mỹ nhân Hồng Kông này như thế nào? Hãy comment bên dưới video cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.